Alo, em hả? Ừ, thì sao, anh sức ngủ rồi đó. Tuyệt vời luôn rồi đó em. Chúc mừng anh nha. Mà bữa đó em rảnh, nó dự lễ rồi về cùng anh luôn. Xin lỗi, em không thể đến nào. Ủa, sao vậy, em bận công việc hả? Không, em đang có thai. Cái gì, đang nói cái gì vậy? Xin lỗi, em lấy chồng làm em cưới được hơn 7 tháng rồi. Thì ra cả năm nay em bị tâm bị tích chỉ vì cái lý do thôi đó hả? Đã 2 năm từ khi anh gánh vác trách nhiệm trên vai lại đất nước. Đã 2 năm từ lần gặp cuối cùng em nói anh là người em không thể bỏ mặc. Ừ, anh cũng ráng tin vì những thứ ta trải qua là nước mắt chứ không phải bằng lời nói. Dù thế nào ta cũng vượt qua vì phía trước có người đang đợi thôi. Nhưng đời không như mơ khi bản năng con người khi yêu luôn tin vào lời nói. Hôm trước nói, hôm sau quên, tại ta hy vọng quá nhiều vì những thứ xa vời thôi. Đời mà em có ai đón trước những gì sẽ xảy đến, cũng như lời hứa ngày nào bây giờ hiện thực bắt buộc ta khỏi quên. Không khi những tầng đầu tiên em anh vẫn vẹn được mấy phút, có thật không khi những tầng sau đó em cho anh chờ đợi em suýt đến ngã gục. Người yêu em thật lòng đang đứng đây mà mặt sáng nó chết trong hoài bão. Hình ảnh của anh em bỏ ra ngoài nào và đổ lỗi cho anh không biết cái nào phải. Hằng ngày tôi lao động chăm chỉ hăng say chỉ mong đến trời tối để được nói yêu, để được quan tâm, để được chia sẻ với em những mệt mỏi. Nhiều lúc anh không biết nước mắt rơi từ đâu vì không muốn ai thấy nên phải lau ngay, vì có lẽ em biết vết thương này không một ai có thể có lẽ số phận lại một lần nữa trêu chọc như con người yêu thật lòng đợi đẩy rồi đưa đưa luôn cái người con gái tôi yêu cùng để tính khi xuống cống. Em nói sẽ chờ tôi về với lời hứa đó, em đã thực hiện chưa? Em từng nói sẽ vì anh mà cố gắng mà giờ nhìn lại có khác gì trò đùa. Em nói cửa sẽ đóng khi anh đi và ngày anh về em sẽ mở. Tại sao anh chưa về mà cửa lại mở trong khi anh chưa vào thì cớ gì em lo sợ? Nếu 2 năm nghi vụ là sai thì tình yêu này làm sao mới gọi là đúng? Nếu 2 năm em không đợi được thì bước chân ngày mai anh đi. Hello, nghe hả? Em đang làm gì vậy? Anh gọi cho em cái gì không vậy? Tiền sao được rồi rồi đó. Mà em hay tin gì chưa? Tin gì á anh? Con bồ thằng dữ nên lấy chồng rồi. Em sao em vậy? Xin lỗi. Em cũng gặp đám cưới được 1 tuần nay rồi. Bữa 2 năm dài quá. Em đợi anh không được. Em xin lỗi nha. Anh đừng có nói. 2 năm anh đã phải chống chọi với biết bao nhiêu là nỗi nhớ. 2 năm anh cố gồng mình vượt qua vì nghĩ con người vẫn đang chờ. Nhưng mà rồi kết quả hiện tại nó không giống như những gì anh đang mơ. Mà anh đang đưa ra những lẽ biện minh bằng những lý do thật vô cớ. Là ai đã từng hứa là người sẽ chờ, người sẽ đợi, cũng là chính ai đã đem anh ra làm một trò đùa trong cuộc chơi. Ừ, anh hiểu cuộc đời mẹ ơi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Nhưng mà anh không ngờ là một chuyện diễn ra đó là chính tay tấm thiệp mời. Em nói là em đâu có chồng, em mà em nghĩ anh buồn không? Khi 2 năm anh luôn nghĩ về em, sợ rằng nỗi buồn em chắc đóng. Sợ không ai ở bên cạnh em khi trời đã dần chuyển sang đông. Sợ em sẽ buồn, sợ em sẽ khóc, nhưng giờ em nói đã có chồng. Thành là em nói trước ngay từ đầu là em không chờ, em không đợi. Chứ đừng đợi đến cái ngày anh chưa vợ rồi câu nói ấy em buông lên. Đơn cưới của em nó được diễn ra mà anh không hề hay không hề biết. Vậy mà những cái tháng anh đi nghĩa vụ vẫn nghĩ về em, đúng là anh ngu. Em đừng nói ra câu xin lỗi, nó chẳng giúp ích gì cho tôi. Nỗi buồn tôi mang tôi có thể gánh lấy, tình ta đến đây là được rồi. 2 năm nghĩa vụ tôi phải còn mình vượt qua bao nhiêu là thử thách. Chịu đựng khổ cực nhưng mà rồi tôi yêu không chờ tôi được gì phản khách. Nếu em nói có cho tay từ đầu thì tôi giờ đây đâu khổ sở. Tôi đâu hy vọng để rồi thất vọng, đâu đáng như bây giờ. Em nói là em chờ tôi về vậy cớ gì em phải như vậy? Thành là em nói thẳng ngay từ đầu là chúng mình hãy chia tay đi. Vì ngày trôi hai ta đã khác, không còn gánh vác bất cứ thứ gì cho nhau. Đúng, ngày trước ta sống vì nhau, hiện tại ai làm ai đâu. Anh còn nhớ em từng nói đối với em anh là người em không thể bỏ mặc. Sự thật đó anh nhớ quá rõ để giờ khi nhớ lại tại ai mà anh lại đỏ mắt. Nếu tình cảm đó là thật thì cảm phiền cho anh nhận lại ngày tháng ta từng qua. Nếu ta chia tay là do số phận, những lời em nói chẳng có gì là đúng cả. Đoạn đường đáng lẽ có 2 người đi nhưng chỉ có mình anh ngu nên mới tự ngã. Và em sẽ không biết anh sẽ rất đau khi nỗi nhớ là thứ từng ngày em cho anh cộng hưởng. Vất vả hao trường từng giọt mồ hôi rơi xuống thì đâu lấy từng đồng lương để gửi về cho em. Dù anh biết hàng ngày em vẫn kiếm tiền bằng đường công, em sẽ không biết được mặt trời trên lưng, nỗi nhớ trên vai lại thứ ngày ngày anh vẫn cộng. Anh phải ba lô và gần dặm từ Nam ra Bắc, mỗi một bước anh đều nghĩ đến em. Cực khổ anh vẫn chịu được không cần em đến xem. Nếu em muốn thay đổi thì anh cũng chắc biết phải làm gì. Nếu em nghĩ con tim anh còn khoảng trống thì cặp dao lên. Đối với em anh chỉ là một kẻ rất phiền, còn đối với anh khi nhắm mắt và mở mắt em là người anh nghĩ đến trước tiên. Đối với em anh không khác gì là một thằng ngu, còn đối với anh thì biết rõ con người em ra sao vì quá yêu. Nên phải giả câm giả mù biết bao nhiêu cố gắng và không thể thắng được hai chữ là thời gian. Biết bao nhiêu sự nhường nhịn cuối cùng hai ta vẫn đi đến giới hạn. Biết bao nhiêu thứ ta trải qua cùng nhau đến cuối cùng thì vẫn thu thứ gọi là khoảng cách. Và tất cả những thứ ta có đến hiện đại đã hoàn toàn thu sạch. Bây giờ anh nói cho em nghe cái gì mà em phải tránh né. 2 năm nghĩa vụ hứa sẽ chờ anh nhưng có được đâu nè. Chỉ vì chữ yêu nên anh im lặng, anh cố nuốt đắng mà
mà cho qua. Nhưng anh không ngờ là mọi chuyện diễn ra là do em đã muốn làm quá. Trong 2 năm qua anh thế nào, hàng ngày phải nuốt những đắng cay. Bao lâu trên vai trách nhiệm anh gánh là phải bảo vệ đất nước này. Nhưng anh không bảo vệ được tình yêu vì phản cách xa người thay đổi. Vì mà người hứa là có chuyện gì thì cũng đừng hòng mà lấy nổi. Em nói xạo gì vừa thôi, em vừa đi thì quần em đã cởi. Cứ mở rộng tay em chào đón, tình mới đã đến rồi em ơi. Trò trò chơi tình em bất thình lình, tình cứ vừa đi tình mới tới. Vậy mà lúc nào cũng rời mặt ngọt, dù cho thế nào em vẫn đợi. Anh biết những thứ em có là nhờ tất cả vào đường công. Bản năng của một đứa con gái đẹp là đến cái hẹp ra làm công. Cửa em đóng hứa chờ anh về mà chưa gì em đã vội mọ. Thì anh cũng biết đâu mới chắc em thế nào rồi. Giờ em muốn đi thì xin mời. Tình yêu đó được gọi là gì về em hả? Anh cố cho đi cùng em đơn trả hay là do cô tình em ném đá? Tình yêu đó gọi là gì về em hả? Anh cố cho đi cùng em đơn trả. Người ta thường nói đúng quá mà, là tình yêu sẽ chết theo thời gian. Khoảng cách chia xa lòng người thay đổi và cái gì nó cũng có giới hạn. Sức chịu đựng cũng đã có mức kỳ xích khi rời vời thì tình xa. Em được gọi người ta anh xin cầu chúc cho em hạnh phúc đó nhưng mà anh. Có lẽ hai chuyện trọn vẹn với anh bây giờ anh sẽ cất nhân vợ trong giấc ngủ. Lời hứa nay rồi anh sẽ quên hết đi cho mỗi đêm anh không phải mất ngủ. Cái sai của anh khi yêu em là yêu một cách điên cuồng và mù quáng. Còn cái đúng của em là có bao giờ em tự suy nghĩ là bản thân mình sai chưa? Có bao giờ em tự cho mình và cho ông cái gì đó gọi là sự chọn lựa? Có bao giờ em thấy bản thân cô nếu em anh nói là anh yêu em nhưng chuyện đó xảy ra khi chúng ta chưa kết thúc. Còn bây giờ còn yêu hay không em hỏi làm chi cho mang nhục. Yêu thương ngày đó đã chấm hết từ lúc tôi biết em có thể yêu hai người. Mọi chuyện đổ vỡ thì dẹp qua một bên nhắc làm chi cho thiên hạ thêm chơi cười. Mọi người như em thì anh dám chắc chỉ có một người yêu thật lòng. Kết quả 2 năm nữa khi tôi trở về thì thứ nhận được là bằng không. Có lẽ là anh đã sai khi cô nhận hình bóng em ở đây mà đã quên em đã đi mất. Có lẽ anh đã sai khi cố quan tâm dù biết không có anh em vẫn ngủ ngon giấc. Trong tình yêu thứ rẻ tiền nhất chính là lời hứa. Thứ sẽ làm ta tổn thương nhất khi ta yêu xa đó chính là những câu nói. Anh đã thua khi hai năm trở về rồi vì thương không thể giữ. Và cũng rất tiếc bên đám cưới của em anh không thể nào mà đến dự. Nếu anh có mặt ở đó thay vì quậy bánh anh sẽ mỉm cười nhìn em và bình tĩnh. Vì trước mặt anh là những thứ cả đời mà anh chẳng thể nào dám tin. Anh không tin là anh đã thật sự mất em. Nhưng thứ anh tin ngay bây giờ là lời hứa 2 năm sau chúng ta đã lỡ hẹn. Alo, ủa em đang làm gì vậy? Anh gọi cho em cái gì không vậy? Em ra trước cửa nhà đi, anh có bất ngờ mới dành tặng cho em nè. Anh được về hồi nào vậy? Anh mới về sáng nè, anh ra nhanh đi em chờ em nè. Em sao em hả? Em không có đó nữa. Chứ em ở đâu? Em đang ở bên nhà chồng nè. Cái gì? Em đang nói gì vậy? Em mới vừa lấy chồng được 1 tháng nay rồi. Vì 2 năm dài quá, em sợ anh không được. Em xin lỗi anh nha. 2 năm anh đã phải chống chọi với biết bao nhiêu là nỗi nhớ. 2 năm anh đã cố gồng mình vượt qua vì nghĩ con người vẫn đang chờ. Nhưng mà rồi kết quả hiện tại nó không giống như những gì anh đang mơ. Mà anh đang đưa ra những lẽ biện minh bằng những lý do thật vô cớ. Là ai đã từng hứa là người sẽ chờ, người sẽ đợi? Cũng là chính ai đã đem anh ra làm một trò đùa trong cuộc chơi. Anh hiểu cuộc đời mẹ ơi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Nhưng mà anh không ngờ là một chuyện diễn ra đó là chính tay tấm thiệt mời. Em nói là em đâu có chồng, em mà em nghĩ anh buồn không? Khi 2 năm anh luôn nghĩ về em, sợ rằng nỗi buồn em chắc đóng. Sợ không ai ở bên cạnh em khi chờ đã dần chuyển sang đông. Sợ em sẽ buồn, sợ em sẽ khóc, nhưng giờ em nói đã có chồng. Thành là em nói trước ngay từ đầu là em không chờ, em không đợi. Chứ đừng đợi đến cái ngày anh chưa vợ rồi câu nói ấy em buông lơi. Đám cưới của em nó được diễn ra mà anh không hề hay không hề biết. Vậy mà những cái tháng anh đi nghĩa vụ vẫn nghĩ về em, đúng là anh ngu. Em đừng nói ra câu xin lỗi, nó chẳng giúp ích gì cho tôi. Nỗi buồn tôi mang tôi có thể gánh lấy tình ta đến đây là được rồi. 2 năm nghĩa vụ tôi phải gồng mình vượt qua bao nhiêu là thử thách. Chịu đựng cầu cực nhưng mà gửi tôi yêu không chờ tôi được gì phản khách. Nếu em nói có cho tay từ đầu thì tôi giờ đang đâu khổ sở. Tôi đâu hy vọng để rồi thất vọng đâu đớn như bây giờ. Em nói là em chờ tôi về vậy cớ gì em phải như vậy? Thành là em nói thẳng ngay từ đầu là chúng mình hãy chia tay đi. Bây giờ anh nói cho em nghe cứ gì mà em phải tránh né. 2 năm nghĩa vụ hứa sẽ chờ anh nhưng có được đâu nè. Chỉ vì chữ yêu nên anh im lặng, anh cố nuốt đắng mà cho qua. Nhưng anh không ngờ là một chuyện diễn ra là do em đã muốn làm quá. Trong 2 năm qua anh thế nào, hàng ngày phải nuốt những đắng cay. Bao lâu trên vai trách nhiệm anh gánh là phải bảo vệ đất nước này. Nhưng anh không bảo vệ được tình yêu vì phản cách xa người thay đổi. Vì mà người hứa là có chuyện gì thì cũng đừng hòng mà lấy nổi. Em nói xạo gì vừa thôi, em vừa đi thì quần em đã cởi. Cứ mở rộng tay em chào đón, tình mới đã đến rồi em ơi. Trò trò chơi tình em bất thình lình, tình cứ vừa đi tình mới tới. Vậy mà lúc nào cũng rời mặt ngọt, dù cho thế nào em vẫn đợi. Anh biết những thứ em có là nhờ tất cả vào đường công. Bản năng của một đứa con gái
gái đẹp là đến cái hẹp ca làm cống cửa. Em đóng nuôi chờ anh về mà chưa gì em đã vội mỏ, thì anh cũng biết đâu mà chắc em thế nào rồi. Sợ em muốn đi thì xin mời. Tình yêu đó được gọi là gì với em hả? Anh cũng cho đi cùng em đêm trả hay là do cố tình em ném đá? Người ta thường nói đúng quá mà, là tình yêu sẽ chết theo thời gian. Bằng cách chia xa lòng người thay đổi và cái gì nó cũng có giới hạn. Sức chịu đựng cũng đã có mức kỳ sức. Thế vậy thì tình xa, ai là vợ người ta, anh xin cầu chúc cho em hạnh phúc đó. Nhưng mà anh có lẽ hay chịu trọng quản với anh bây giờ. Rắc nó vào trong giấc ngủ, để hứa đang ngỡ thì mù quáng. Còn có đúng của em là bởi anh đã chết nợ đời để rồi sau đó em chờ ngang. Có bây giờ em tự suy nghĩ là bản thân mình sai chưa? Có bây giờ em tự cho mình một trái tim đó vì em đã quá dễ dàng buông bỏ khi anh cố nếu em vẫn đi. Anh nói là anh yêu em nhưng chưa đó sẽ ra khi chúng ta chưa kết thúc. Còn bây giờ còn yêu hay không em hỏi làm chi cho mang nhục. Yêu thương ngày đó đã chấm hết từ lúc tôi biết em có thể yêu hai người. Một chuyện đổi vợ thì qua một bên nhớ làm chi chưa hạ thêm chơi cười. Một người như em đã được sẵn cô đơn đến già là hết chính. Đừng có về đây mà chỉ yêu thương thương người như em tôi đã không còn tin. Có lẽ là anh đã sai khi giữ hình bóng em ở đây mà đã quên em đã đi mất. Có lẽ anh sai khi cố quan tâm dục biết không có anh em vẫn ngủ ngon giấc. Trong tình yêu thứ rẻ tiền nhất chính là lời hứa, thứ sẽ làm ta tổn thương nhất khi yêu xa là những câu vô lời. Khi nắm chặt tay và người mình thương không thể giận, bên cùng đất tiếc và đất cuối của em, anh không thể đến dự. Nếu anh có mặt ở đó thấy vì quậy banh, anh sẽ mỉm cười nhìn em và bình tĩnh. Vì trước mắt anh là thứ suốt đời anh vẫn không bao giờ tin. Anh không tin là anh thật sự nợ mất em, nhưng thứ anh tin ngay bây giờ là lời hứa hai năm sau chúng ta đã lỡ hẹn. Logan Yu. Phải đi rồi, thời gian ta bên nhau chỉ còn vẫn vẹn vài ngày thôi. Em không muốn nói gì thì em cứ nói đi, chứ đừng im lặng nhìn anh mà không làm sao anh dám yên tâm mà đi. Em phải biết đời trai ít ai không trải qua một đời lính. Nếu anh lẩn trốn làm sao xứng đáng với người anh đang yêu và gia đình. Tình mình anh xin gác qua một bên vì tương lai ngày mai vẫn còn đó. Hãy chờ anh về xin em hãy gắng như mình và đừng có lo. Anh đi rồi, em ở nhà phải biết để chăm sóc cho bản thân. Phải cố gắng học thật giỏi và nhớ không được làm cho ba mẹ giận. Anh đi rồi, không còn ai quan tâm nhắc em chuyện tới khuya ngủ sớm nữa đâu. Nên em phải biết giữ gìn sức khỏe và bỏ hết những thói quen hay tật xấu. Hay năm không quá lâu, nếu như hai ta không ai suy nghĩ. Thử thách quan trọng cả một đời người, dù không muốn nhưng anh vẫn phải đi. Thử thách này như một bài toán, vì nó giải hết mọi đáp án ở tương lai. Ai thương ai, ai bước qua ai và ai sẽ là người ngày tương lai. Mai sẽ không còn được ở bên nhau nữa rồi, thì ngày mai anh phải đi về một nơi xa. Về nơi đó không có bóng hình bóng của em bên anh như trước đây. Dù ra sao thì anh vẫn chỉ yêu mình em. 24 tháng quân trưởng, đoạn đường anh đi ở phía trước. Dù có nhiều cực khổ hay lắm trong gai thêm cũng phải đi cho bằng được. Mà trách nhiệm anh gánh là tổ quốc, bảo vệ quê hương của nước nhà. Mong em đừng buồn cũng đừng có khóc, và gọi thời gian nó sẽ qua. Hai năm anh sẽ nhớ em nhiều lắm, về một cách mình sẽ tặng sang xăm. Nhưng mà đội tương lai nó sẽ quyết định ta có hạnh phúc đến trăm năm. Sức khỏe em nhớ đó, ráng giữ dành cơm ăn đúng bội đó. Không được nhận con đường đất phê có chờ đổ bệnh đó. Còn tình anh về mình sẽ tính. Không đó anh gọi phải tự lo, không để chuyện tình cảm gò bó. Ráng lo học hành còn chữ thời gian nó sẽ qua nhanh em đừng lo. Quan trọng là tình cảm của chúng mình, bằng cách xa nhau làm tình nhạc. Nhưng anh tin em sẽ biết giữ gìn và sẽ không yêu thêm một ai khác. Anh đi gọi em nhớ đó, phải biết tự lo cho bản thân. Sẽ không còn ai chịu điều chọc phá làm em có chịu hay nổi giận. Vì cuộc đời trai gánh vác trên vai anh cũng phải trải qua một đời lính. Nghĩa vụ của anh là bảo vệ nước nhà nên cho tình tạm thời á. Ngày mai mình sẽ không còn được ở bên nhau nữa rồi, thì ngày mai anh phải đi về một nơi xa. Về nơi đó không có bóng hình bóng của em bên anh như trước đây. Dù ra sao thì anh vẫn chỉ yêu mình em.
số đó nãy giờ điện mấy lần rồi đó, xong nghe máy đi. Số ai vậy? Ai biết đâu, số lạ quá nè. Em đang đâu giờ? Tôi đang đi coi phim. Ủa mà sao điện hoài vậy? Đi với ai vậy? Tôi đi với bạn trai tôi, có gì không? Đâu gì đâu, tại anh muốn điện hỏi thăm em dạo này sao rồi. Với lại alo, alo, chị chạy, alo. Vì thay bao trời, rồi hiểu luôn. Khốn nạn chứ. Bao nhiêu nước mắt để chút người đỡ trong một cuộc tình. Bao nhiêu vết thương mới gọi là đủ. Tôi biết mình không thể cản nổi bước chân khi em nhất quyết rời khỏi phòng. Sĩ diện bây giờ chẳng còn quan trọng để giữ em rất xa sự đều bồng. Yêu thương ngọt ngào từ đầu môi trôi về đâu giữa bầu trời rộng. Trong căn phòng quán chỉ còn vị đáng cố lẹn cố trắng thôi dịu những đêm đông. Ngày ngày tôi đến trong mong sao hy vọng này mãi sống. Ngồi bút bị mẹ công khi bức tranh hạnh phúc chưa kịp vẽ xong. Dù tôi có vẻ thật giống thì người có về không? Để tôi còn biết tìm cách mà đề phòng. Yêu nhau chỉ là hình thức bề ngoài, thực chất chỉ xem nhau như bệ phóng. Nói thẳng trong mắt em, nếu không có thật lòng thì càng không. Giả tạo em thắng tôi 3-0. Hạng gái như em tôi thích có cả đống. Nhân cách của em bây giờ không thể rửa sạch bằng xà phòng. Xin lỗi con người, của cái nào cũng biết nhận đúng lúc để chừa công đức để qua sông. Còn yêu thì sao cho thật để sau này còn gặp nhà chồng, chứ không phải gặp lại trước mắt. Lấy cái lỗ ra thông, lấy cái mông ra đóng. Kết quả nó chán nó cho ra đồng. Còn đi gì ngoài cái hang rộng. Biết giờ ngày em chết anh lấy cho cốt xả thẳng xuống bồn cầu. Anh mong kiếp sau em sẽ đầu thai lập tức chui ra từ lỗ hổng. Cái đầu dùng để chứa ốc chứ không phải dùng để chứa bả đậu. Để anh chống mắt lên xem sống như em đến bao giờ gặp quả báo. Tháo sim và bỏ máy. Bây giờ gặp em tôi phải tháo tim mà bỏ chạy. Mặc kệ những gì em bỏ đây. Hãy nhớ rằng cho dù không có em thì tôi vẫn thở đấy. Hôm nay vì em mà tôi phải ngã bút. Coi như thay lời cảm ơn cho cái ngày em bỏ anh ở nơi xa nhất. Là nơi người lính như anh có thể nhìn thấu được sự hèn hạ nhất. Là nơi ngày đêm tư tưởng phải đấu tranh với những thứ mình đã mất. Em lấy hết những tình thương và số tôi rơi từ nơi cao nhất. Nhớ lại ngày nào yêu nhau mà giờ chơi nhau một cách đau đớn. Thật đúng là lòng dạ con người tanh thật. Không thể tin bằng ánh mắt nhưng giờ đã kết thúc chuỗi ngày mở mắt ra nhìn các bộ chữ con cả. Oh no my girl, đừng làm tôi phải cay mắt. Hãy lo như em nếu có gặp lại anh chỉ đưa tay ra phát. Vì chồng người ta em cũng dám phát được dễ quăng đi. Em còn dám mặc thì bằng tất cả sẽ lương tâm anh khuyên em nhớ đừng còn ngoẹn ra đường. Khỏi cần làm mặt tư cách em bán mất. Cũng đừng tự hào với những thứ mình đang mặc. Cỡ em có nước bay sang Nhật ký hợp đồng giữa MV là đáng nhất. Chưa ở Việt Nam với thằng này gặp thằng kia có ngày bị đánh cho băng mặt. Lúc đó đừng dùng ánh mắt tội nghiệp về đây nối thường thương nhất. Chờ ngày em chết anh lấy cho cốt xả thẳng xuống bồn cầu. Anh mong kiếp sau em sẽ đầu thai làm cứt chui ra từ lỗ hậu. Cái đầu dùng để chứa ốc chứ không phải dùng để chứa bả đậu. Để anh chống mắt lên xem sống như em đến bao giờ gặp quả báo. Tháo sim và bỏ máy. Bây giờ gặp em tôi phải tháo tim mà bỏ chạy. Mặc kệ những gì em bỏ đây. Hãy nhớ rằng cho dù không có em thì tôi vẫn thở đấy. Hơn 100 cuộc gọi đổi lại một câu quên em đi. Và em không muốn thế. Thật khó anh đã hiểu mọi sự níu kéo chỉ là ta thông hơi. Anh chưa từng muốn kể về một người không về. Vì anh từng trông từng mong dù khoảng cách hai ta có năm non bốn bể. Nên giờ anh vẫn không tin tình yêu anh dành cho em lại lớn thế. Sẽ mất bao lâu để anh tỉnh lại không còn lại trong cơn mê. Đã từng nghĩ em là hôn thê. Tưởng chừng hai ta sẽ có một hôn lễ. Nhưng rồi mọi chuyện đã đến sự tuyệt vọng để làm tôi hôn mê. Ừ thì ta đã từng yêu nhau là sự thật. Thật luôn đến cả câu dao em cắm vào sâu tim anh đến ba tấc. Mà thấy ngôi trường không tình thương. Khi buồn anh đem quả tim mình ra lắc. Giật mình nhận ra bên trong trống không. Vì nhiều lần bị em qua mặt. Không cần trang điểm tô son em vẫn đẹp hơn một con lợn. Anh tin em sẽ nổi tiếng nếu chịu đầu tư sang Nhật đóng phim boy. Chỉ có súc vật đầu thai mới đem tình yêu ra đùa giỡn. Và chỉ có những kẻ ngu ngốc mới chạm tay vào cánh cửa vừa mới sơn. Oh baby đừng hỏi tại sao em đi anh không giữ. Vì anh rất sợ mỗi ngày phải đối diện với căn bệnh ung thư. Cái thứ như em cả đời chỉ là món hàng cho người ta dùng thử. Cái câu anh chỉ muốn nói em thấy sao về cái cách anh dùng từ. Chờ ngày em chết anh lấy cho cốt xả thẳng xuống bồn cầu. Anh mong kiếp sau em sẽ đầu thai làm cứt chui ra từ lỗ hậu. Cái đầu dùng để chứa ốc chứ không phải dùng để chứa bả đậu. Để anh chống mắt lên xem sống như em đến bao giờ gặp quả báo. Tháo sim và bỏ máy. Bây giờ anh nói bây đủ giờ chưa? Gặp em tôi phải tháo tim mà bỏ chạy. Anh đừng làm phiền tôi nữa có được không? Anh không lo cho tôi được á, không bên tôi được á thì bấm nhẹ đi nha. Làm ơn đi. Làm ơn đi. Tránh xa cuộc đời tôi ra. Bây giờ gặp em tôi phải tháo tim mà bỏ chạy.